Đây chính là khoảnh khắc đã nhấn chìm hoàn toàn hy vọng có điểm khi rời Anfield của Man City, là khoảnh khắc Mohamed Salah đứng dậy từ nơi mà chính mình gục ngã chỉ vài ngày trước đó để tô điểm thêm cho màn trình diễn thăng hoa từ đội nhà trước đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh. Ít ai tin nổi, Liverpool lại có thể lấn lướt, lại có thể áp đảo The Citizens tới khủng khiếp như thế, bởi ngay kể cả dưới thời của Jurgen Klopp khi xưa, có lẽ là lữ đoàn đỏ cũng chưa từng khiến cho nửa xanh thành Manchester phải tối tăm mặt mũi và chỉ biết gồng mình lên để chống đỡ như thời điểm hiện tại. Liverpool không chỉ thắng, mà cách họ giành 3 điểm thực sự khiến cho tất cả phải ngả mũ thán phục. Kết quả ấn tượng ở trận đại chiến này đưa The Kop chạm một tay vào danh hiệu vô địch lượt đi. Đó chính là tiền đề để đội chủ sân Anfield tự tin sẽ xưng vương trong mùa bóng năm nay. Thời điểm cuộc so tài tại chảo lửa Anfield diễn ra, ai cũng biết là Liverpool cùng với Man City đang có chuỗi phong độ trái ngược. Bởi nếu như đội chủ nhà bất lực cả 15 trận gần nhất và vừa đánh bại Real Madrid tại sân chơi châu lục, thì The Citizens đã trải qua tới 6 trận liên tiếp không thắng. Vì thế cho nên, cán cân nếu có đôi chút nghiêng về lữ đoàn đỏ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Vậy nhưng chẳng ai nghĩ đoàn quân được dẫn dắt bởi Arne Slot sẽ áp đảo toàn diện đối phương tới mức khiến cho nửa xanh thành Manchester gần như còn chẳng lên nổi bóng. Song điều tưởng chừng như rất khó tin ấy đã diễn ra. Liverpool không chỉ tấn công đa dạng mà họ còn dồn ép đối phương chỉ co cụm bên phần sân nhà và luôn phải đối mặt với bao áp lực cực đại được tạo ra. Trong ngày hiếm hoi được bắt chính thay thế cho Ederson, Stefan Ortega đã thực sự trải qua cơn ác mộng trước những cú bắn phá liên hồi về phía mình. Tin nổi không, xuyên suốt 90 phút tại Anfield, lữ đoàn đỏ có đến 20 pha dứt điểm so với chỉ 7 của các vị khách. Thậm chí là chỉ tính riêng số cú sút trúng đích mà The Kop tạo ra đã ngang bằng với tổng số lần mà Manchester City sút bóng ở trận này, thì đủ hiểu là thầy trò Pep Guardiola lép vế đến nhường nào. Ngay kể cả thời điểm Jurgen Klopp từng dẫn dắt Liverpool, có lẽ cũng ít khi người ta thấy nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh bị lấn át khủng khiếp đến như vậy trong các màn đại chiến giữa đôi bên. Điều đó chỉ càng cho thấy rõ đẳng cấp thực sự chênh lệch và khác biệt to lớn của hai câu lạc bộ ở thời điểm hiện tại. Nếu như một bên là sự thăng hoa, là sự tự tin, thì phía đối diện là nỗi thất vọng tràn trề, là phong độ cùng với tinh thần chạm đáy hoàn toàn. Thắng lợi 2-0 giúp Liverpool không chỉ củng cố vững vàng ngôi đầu bảng xếp hạng mà còn mang nhiều ý nghĩa hơn như thế gấp bội lần. Nhờ vào 3 điểm thuyết phục mới sở hữu, các học trò của Arne Slot đã gần như cắt đuôi Man City ở hành trình chinh phục ngai vàng của giải đấu. Khoảng cách lên đến 11 điểm tại một sân chơi khắc nghiệt như là Premier League quả thực là quá khó để có thể san lấp. Có lẽ đến ngay cả những cổ động viên lạc quan nhất cũng chẳng tin nổi là nửa xanh thành Manchester sẽ bắt kịp lữ đoàn đỏ, nhất là khi họ còn đang phải trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. So với vị trí nhì bảng của Arsenal, Liverpool cũng có tới 9 điểm nhiều hơn. Vì thế chẳng quá khi nhận định rằng The Kop đã chạm một tay vào chiếc vô địch lượt đi khi chỉ còn 6 màn so tài nữa thì Ngoại hạng Anh sẽ kết thúc nửa chặng đường ở mùa giải năm nay. Vẫn biết là danh hiệu vô địch 19 vòng đầu không nói lên quá nhiều điều, không đảm bảo cho thầy trò Arne Slot ngai vàng vào cuối mùa bóng, nhưng ít nhất thì đó là lời khẳng định về tham vọng, là động lực to lớn để đội chủ sân Anfield tự tin trên hành trình còn lại. Câu chuyện vô địch lượt đi là ở thì tương lai, còn hiện tại thì Liverpool dưới bàn tay của chiến lược gia người Hà Lan đang thực sự làm nức lòng người hâm mộ. Thật khó để đòi hỏi nhiều hơn nữa từ tập thể này, thật khó để tin vào những gì mà cựu huấn luyện viên trưởng của Feyenoord đang làm cùng với câu lạc bộ này. Kế nhiệm Jurgen Klopp, nhiệm vụ mang theo biết bao áp lực và đầy dẫy gian nan đang được Arne Slot thực hiện theo cách cực kỳ đơn giản, bởi ông đã biến lữ đoàn đỏ trở thành cơn lốc không thể ngăn cản từ đấu trường quốc nội ra tới bình diện châu Âu. Dẫn đầu cả Premier League lẫn Champions League, bất bại 19 trên 20 trận đã thi đấu, trong đó có tới 18 chiến thắng, chứng kiến Liverpool bay cao dưới triều đại mới, tới những người khó tính bậc nhất cũng phải ngợi ca tài năng của chiến lược gia người Hà Lan. Khác với một huấn luyện viên cũng tới từ quốc gia ấy, đã bị sa thải sau hơn 2 mùa giải mà vẫn cứ loay hoay đi tìm cho đội nhà công thức chiến thắng, Arne Slot chỉ cần có vài tháng đã biết cách đưa đại diện thành phố cảng vào quỹ đạo để rồi vững vàng trên chặng đường chinh phục các đỉnh cao. Chẳng có khó khăn nào có thể làm chùn bước lữ đoàn đỏ vào thời điểm này, ngay kể cả khi nhiều gương mặt quan trọng như Ibrahima Konate, Alisson Becker hay Diogo Jota có phải làm bạn cùng với chấn thương trong quãng thời gian dài, thì Arne Slot vẫn biết cách để treo lái bố trí nhân sự phù hợp và trên hết là tìm ra cách để phát huy tối đa khả năng của từng học trò. Vậy cho nên dù nhiều khi họ có phải đá trái sở trường,
thì những cái tên ấy vẫn biết cách tạo ra đột biến, như là trường hợp của Cody Gakpo vẫn chơi hay ở cả vai trò số 9 ảo lẫn tiền đạo cánh, hay như Luis Diaz trước Man City, một cầu thủ vốn chỉ xuất hiện bên cánh trái thì nay được kéo vào đá trung tâm của hàng công, lại chơi xuất sắc chẳng kém và là người mang về quả penalty quyết định để Mo Salah ghi bàn. Đó chính là cái tài của huấn luyện viên trưởng, vì luôn biết phát tiết những phẩm chất hay nhất của từng cậu học trò. Liverpool đang thực sự bay cao, nhưng họ cần duy trì tinh thần cùng với phong độ này trong một tháng tới, thời điểm luôn là khó khăn và khắc nghiệt hơn cả ở mỗi mùa giải Premier League. Ai cũng biết là tháng 12 và đầu năm mới luôn là lúc các câu lạc bộ phải cày ải liên tục tại sân chơi quốc nội. Minh chứng là việc họ có thể ra sân chinh chiến tới 3 trận chỉ trong có 7 ngày. Đây gần như trở thành thứ đặc sản tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, là món ăn tinh thần tuyệt vời cho các khán giả. Nhưng nó đặt ra nhiều thách thức với các chiến lược gia khi luôn phải xoay tua đội hình, đảm bảo thể lực, song vẫn giữ được các kết quả tốt nhất. Lữ đoàn đỏ đã rất hay kể từ đầu mùa. Arne Slot đã mang tới nhiều bộ mặt tích cực cho về lối chơi. Tuy nhiên sẽ là vô nghĩa nếu ông cùng với các học trò không thể vượt qua được chông gai đang chờ đợi phía trước. Liverpool đã chạm một tay vào chiếc vô địch lượt đi, đã chứng minh cho tất cả thấy không phải là nhà vua Man City hay Á quân Arsenal, mà họ mới thực sự xứng đáng trở thành ứng cử viên hàng đầu cho ngai vàng tại giải đấu này. Tất nhiên là vẫn còn quá sớm để nói về danh hiệu vào cuối mùa, nhưng nhìn vào những gì diễn ra, thật khó để tìm ra cái tên ấn tượng hơn Lữ đoàn đỏ. Trên hết, Arne Slot đang hướng tới kỷ lục mà Pep Kommer cũng chưa từng tạo ra được. Vị chiến lược gia người Hà Lan có thể nối tiếp những tiền bối như Manuel Pellegrini, Jose Mourinho, Antonio Conte hay Carlo Ancelotti, đưa câu lạc bộ mình dẫn dắt bước lên ngôi vô địch ngay trong mùa bóng đầu tiên. Nên nhớ, dù đã giúp The Citizen tạo nên lịch sử với 4 năm liên tiếp thống trị xứ sương mù, thì Pep Guardiola cũng phải mất tới 2 mùa mới có lần đầu được tận hưởng hương vị vô địch. Tính từ trận gặp Man City tới màn đụng độ Manchester United vào ngày 5 tháng 1 năm 2025, Liverpool sẽ trải qua tới 10 trận đấu chỉ trong có hơn 30 ngày, trung bình là hơn 3 ngày một trận. Đây là tần suất thực sự khủng khiếp, nhất là khi mà Lữ đoàn đỏ thực tế không phải câu lạc bộ quá dày về đội hình, bởi nhiều trụ cột vẫn chưa hẹn ngày tái xuất. Vì thế cho nên đằng sau chiến thắng điểm 10 không tì vết mới tạo ra trước Manchester City, đằng sau những màn trình diễn đẳng cấp cao đã thể hiện là những khó khăn đang đợi thầy trò Arne Slot chinh phục và chứng minh. Nếu có thể vượt qua hành trình đó, nếu vẫn duy trì được phong độ không thể ngăn cản như từ đầu mùa, chiếc vô địch Premier League 2024-2025 gần như nằm chắc trong lòng bàn tay của đội chủ sân Anfield. Chiến lược gia người Hà Lan đã thực sự mang tới một làn gió mới, thổi hồn vào lối chơi của các cầu thủ. Thay vì có phần rệu rã như giai đoạn cuối thời kỳ Jurgen Klopp, Liverpool ở hiện tại đầy mạnh mẽ máu lửa và tràn đầy khí thế. Trước Man City, dàn sao của Jacob đã chạy không biết mệt mỏi, có cảm tưởng như là chẳng còn có ngày mai. Song chính tinh thần chiến đấu đó là thứ đang tạo nên sức mạnh cho đội bóng thành phố cảng. Liverpool đã chạm một tay vào chiếc vô địch lượt đi, đã chứng minh cho tất cả thấy không phải là nhà vua Man City hay Á quân Arsenal, mà họ mới thực sự xứng đáng trở thành ứng cử viên hàng đầu cho ngai vàng tại giải đấu này. Tất nhiên là vẫn còn quá sớm để nói về danh hiệu vào cuối mùa, nhưng nhìn vào những gì diễn ra, thật khó để tìm ra cái tên ấn tượng hơn Lữ đoàn đỏ. Thầy trò Arne Slot đã vượt qua những trận đấu lớn liên tiếp một cách hoàn hảo, nơi mà họ đánh bại Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayer Leverkusen, Aston Villa, đồng thời cầm hòa Arsenal bằng những màn trình diễn thăng hoa. Dù vậy, thách thức thực sự vẫn đang ở phía trước, nơi mà họ đối diện với lịch trình dày đặc, đòi hỏi tài năng bố trí nhân sự từ người thuyền trưởng. Vượt qua được chặng đường này, Liverpool sẽ thực sự vững vàng, sẽ tràn đầy tự tin để hướng đến ngai vàng của Ngoại hạng Anh.